Hội chứng buồng trứng đa nang có tên tiếng Anh là polycystic ovary syndrome, liên quan đến rối loạn cân bằng hormone và lượng insulin trong cơ thể do mất cân bằng lượng hormone do buồng trứng sản xuất. Buồng trứng đa nang là căn bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ phụ nữ ở độ tuổi nào, đặc biệt là phụ nữ ở lứa tuổi sinh sản, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và gây ra các bệnh nghiêm trọng khác. Vậy nguyên nhân, các triệu chứng thường gặp và phương pháp điều trị hiệu quả hội chứng này là gì? Chương trình Sức khỏe là vàng tuần này sẽ thông tin về bệnh lý nêu trên. Nhưng trước hết quý vị đừng rời xa màn hình vì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi bắt mạch sức khỏe của bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh đa nang buồng trứng ngày một tăng lên. Thống kê cho thấy có khoảng 2,2 đến 26,7 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tức là từ 15 đến 44 tuổi, mắc hội chứng đa nang buồng trứng. Và nhiều người trong số họ không biết mình mắc bệnh nên không điều trị sớm. Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi ngày đón tiếp hàng chục các cặp vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn. Tuy nhiên, trong nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở các cặp vợ chồng, thì có đến 30% là nguyên nhân phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang. Ở tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia của Bệnh viện Phụ sản Trung ương của chúng tôi, một tháng thì chúng tôi cũng tiếp nhận xung quanh khoảng 100 các cặp vợ chồng đi khám mà tìm ra nguyên nhân vô sinh là do vợ bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Thường những trường hợp như thế này thì họ thường có những biểu hiện là rối loạn kinh nguyệt, có thể là rậm lông, có nghĩa là lông có thể mọc ở những cái vị trí ví dụ như lông chân, lông tay nhiều hơn, lông ở mặt, rồi mụn trứng cá. Thì những điều đó cũng khiến cho trở ngại cho sắc đẹp của họ, nên có thể có những trường hợp họ đi khám tình cờ thì phát hiện ra buồng trứng đa nang. Theo thống kê, hội chứng buồng trứng đa nang chiếm tỷ lệ khoảng từ 12 đến 18% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh thường xuất hiện vào tuổi dậy thì nhưng cũng có thể xuất hiện ở độ tuổi từ 20 đến 25. Tuy nhiên, một số chị em phụ nữ hiện nay vì e ngại trong việc thăm khám nên không biết mình bị buồng trứng đa nang. Phần lớn các bác sĩ phát hiện qua thăm khám các bệnh phụ sản khác. Hội chứng buồng trứng đa nang hiện tại ở tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia nói riêng và ở tại Việt Nam nói chung thì xu hướng ngày càng tăng. Xã hội ngày càng phát triển, phụ nữ cũng như các trẻ gái đi khám sớm nên có thể phát hiện sớm. Thứ hai cũng có thể do lối sống, chế độ sinh hoạt hàng ngày có nhiều yếu tố ảnh hưởng làm có thể buồng trứng đa nang tăng hơn. Theo thống kê cho thấy, vô sinh ở nữ giới chiếm 40% các trường hợp vô sinh. Trong các nguyên nhân vô sinh do không phóng noãn, nguyên nhân do hội chứng buồng trứng đa nang chiếm tới 75%. Tỷ lệ mắc bệnh cao kèm khả năng gây vô sinh của bệnh lớn làm cho đa nang buồng trứng càng thêm đáng lo ngại. Thưa quý vị và các bạn, buồng trứng có nhiều nang nhỏ thực chất được gọi là hội chứng buồng trứng đa nang. Theo thống kê, có khoảng 12 đến 18% chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang. Tuy nhiên, có rất nhiều người không hiểu buồng trứng đa nang là gì, vì sao nó lại trở thành mối lo ngại của hầu hết các chị em phụ nữ hiện đại. Liệu điều này có ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ sau này hay không? Chuyên mục Bác sĩ của bạn sẽ cùng trao đổi với Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lời đầu tiên xin được cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe là vàng. Dạ vâng, xin chào biên tập viên Ngọc Hòa, xin chào quý khán giả của chương trình truyền hình VOV. Đầu tiên xin được hỏi bác sĩ là hội chứng buồng trứng đa nang là gì? Buồng trứng đa nang nó là một cái hội chứng hay gặp ở những cái người phụ nữ ở trong độ tuổi sinh sản. Buồng trứng đa nang nó là một cái rối loạn nội tiết, nó gây ra cái việc rối loạn kinh nguyệt, gây ra tăng cái nội tiết tố nam giới ở phụ nữ. Thì từ đó gây ra những cái hiện tượng như là vô kinh, chậm kinh. Và từ đó thì nó làm cho cái nang ở buồng trứng nó tăng nhiều lên. Khi siêu âm trên hình ảnh thì mỗi bên buồng trứng có rất nhiều nang. Từ đó nó có cái từ là buồng trứng đa nang là vì như thế. Thưa bác sĩ, là nguyên nhân nào dẫn đến hội chứng buồng trứng đa nang ở chị em phụ nữ? Buồng trứng đa nang thì thứ nhất thì cũng nhiều tranh cãi về các nguyên nhân. Tuy nhiên chúng tôi thấy có những cái nhóm nguyên nhân chính. Đầu tiên là tình trạng kháng insulin ở phụ nữ. Thì insulin là một cái nội tiết tố, nó giảm cái lượng đường trong máu. Và ở 70% những cái phụ nữ có buồng trứng đa nang thì có cái hiện tượng kháng insulin. Khi đó thì insulin ở trong máu tăng lên rất cao.
và cái lượng insulin dư thừa trong máu đó nó sẽ làm tăng cái lượng androgen, tức là một cái nội tiết tố nam giới, và từ đó thì gây ra hiện tượng buồng trứng đa nang. Ngoài ra thì cái tình trạng béo phì nó cũng là một cái yếu tố chủ yếu để gây ra buồng trứng đa nang. Ngoài ra thì các chuyên gia cũng thấy rằng có một số gen quy định về cái buồng trứng đa nang, và do đó thì những cái bệnh nhân mà có mẹ hay là chị gái có hội chứng buồng trứng đa nang thì thường cũng sẽ phải mắc phải cái hội chứng này. Ngoài ra thì cũng có một vài giả thuyết cho rằng những cái chế độ ăn uống, đặc biệt là chế độ ăn nhiều tinh bột, cũng sẽ gây ra cái hiện tượng buồng trứng đa nang. Vậy thì những dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng buồng trứng đa nang như thế nào, thưa bác sĩ? Cái tình trạng buồng trứng đa nang điển hình thì như các chuyên gia cũng hay nói, tôi cũng hay gặp các cái bệnh nhân mà gọi là có cái bộ mặt buồng trứng đa nang điển hình. Thế tuy nhiên trên thực tế thì buồng trứng đa nang đôi khi có những bệnh nhân lại không có biểu hiện rõ ràng. Thế thì trên thực tế chúng tôi gặp một vài các cái kiểu hình của buồng trứng đa nang. Đầu tiên, cái biểu hiện mà hay gặp nhất mà các bạn phải để ý chính là hiện tượng thưa kinh hoặc là vô kinh, chúng ta gọi chung là rối loạn kinh nguyệt. Thưa kinh là thế nào? Tức là bình thường chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ khoảng từ 28 đến 30 ngày. Thế thì một năm mà chỉ có dưới 8 cái chu kỳ kinh nguyệt, hoặc là một chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn 35 ngày, thì đó chính là thưa kinh. Hoặc vô kinh, đó là một cái tình trạng mà trên 6 tháng chưa có kinh nguyệt. Thậm chí có người phụ nữ từ khi dậy thì cho đến nay chỉ có 1 đến 2 chu kỳ kinh nguyệt. Và như vậy, đấy là những cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta thấy là biểu hiện của một cái buồng trứng đa nang. Thứ hai là cái hiện tượng béo phì, hiện tượng rậm lông và hiện tượng hói đầu. Đó là những cái biểu hiện của cái việc cường androgen, là một cái nội tiết tố nam ở người phụ nữ. Thứ ba là những cái biểu hiện đặc biệt là trên siêu âm khi người phụ nữ đi thăm khám. Mặc dù các kiểu hình như là béo phì, rậm lông không hề có, nhưng khi siêu âm buồng trứng có rất nhiều nang, thì đó cũng là một cái dấu hiệu của buồng trứng đa nang. Bác sĩ có thể cho biết là chị em bị hội chứng buồng trứng đa nang ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe sinh sản? Buồng trứng đa nang, tôi không cho rằng nó là bệnh, nó là một hội chứng, nó là một cái đặc điểm giống như là cơ địa của người phụ nữ thôi. Tuy nhiên, khi mà có hội chứng buồng trứng đa nang thì cái điều đầu tiên ảnh hưởng đến khả năng sinh sản chính là nó gây ra cái rối loạn phóng loãn. Có thể là cái chu kỳ phóng loãn nó kéo rất dài, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí không phóng loãn. Và đã không có loãn, không có trứng thì lấy đâu ra cái sự thụ tinh, cái sự tạo thành phôi để mà phụ nữ có con. Và đấy là một cái nguyên nhân chính mà khiến cho những người buồng trứng đa nang là bị vô sinh, là bị hiếm muộn. Hiện nay thì có những phương pháp chẩn đoán cũng như điều trị hội chứng buồng trứng đa nang ở chị em phụ nữ như thế nào, thưa bác sĩ? Thứ nhất thì về cái phương pháp chẩn đoán thì chúng ta hiểu rằng là buồng trứng đa nang, rất nhiều các cái phụ nữ tuổi sinh sản, chúng tôi thống kê cho thấy rằng có đến 5-10% những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là có hội chứng buồng trứng đa nang. Thế tuy nhiên thì hội chứng buồng trứng đa nang lại cũng biểu hiện không rõ rệt, không điển hình, nên để mà chẩn đoán chính xác thì sẽ phải cần những cái cơ sở y tế có trang thiết bị xét nghiệm nội tiết, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và có những cái chuyên gia chuyên sâu về hiếm muộn vô sinh. Thế thì để mà chẩn đoán thì chúng tôi dựa vào các cái yếu tố về xét nghiệm nội tiết, chúng tôi dựa vào các cái chẩn đoán trên hình ảnh siêu âm buồng trứng có nhiều nang, những cái tiền sử bệnh sử của bệnh nhân để chẩn đoán. Thế thì về điều trị buồng trứng đa nang thì rõ ràng là chúng ta thấy ở buồng trứng đa nang có cái hiện tượng rối loạn phóng loãn, thậm chí buồng trứng nhiều nang quá, nó giống như nhà đông con và nội tiết người phụ nữ không đủ để gây ra hiện tượng phóng loãn. Như thế thì cái yếu tố đầu tiên chúng tôi cho rằng là cần phải điều trị về nội tiết, chúng ta phải bổ sung nội tiết, ví dụ những cái thuốc kích thích buồng trứng, kích thích phóng loãn để gây ra hiện tượng phóng loãn ở người phụ nữ. Thứ hai là những cái điều trị về phẫu thuật, có những cái phương pháp điều trị về nội soi để chúng ta drilling, chúng ta tạo những cái lỗ ở trên buồng trứng để có thể gây ra hiện tượng phóng loãn được. Tuy nhiên những cái phương pháp điều trị này phải cần có những cái chuyên gia có cái kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên sâu. Thứ ba là những phương pháp hỗ trợ sinh sản. Hỗ trợ sinh sản ví dụ như là phương pháp IUI, tức là bơm tinh trùng vào buồng tử cung, hoặc cao cấp hơn chính là phương pháp IVF, là thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên những cái phương pháp này cũng phải cần đến những cái cơ sở hỗ trợ sinh sản có kinh nghiệm để tránh những cái nguy cơ, những cái biến chứng như là quá kích buồng trứng hay là đa thai. Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia là một trung tâm có bề dày kinh nghiệm lâu năm, từ năm 1999 đến năm 2000
đã bắt đầu thành lập trung tâm, cũng có thể nói là trung tâm đầu tiên của miền Bắc thực hiện những cái kỹ thuật cao như là thụ tinh ống nghiệm. Thì từ đó đến nay thì cũng trải qua không biết bao nhiêu lượt bệnh nhân hiếm muộn vô sinh, có đến khoảng 5-10% là vô sinh do bù trứng đa nang. Như thế thì các cái lượt bệnh nhân mà đến thăm khám và điều trị về bù trứng đa nang rất là nhiều. Thì trung tâm cũng luôn luôn áp dụng những cái kỹ thuật tiên tiến và hiện đại nhất, cập nhật và thậm chí còn phát minh ra những cái kỹ thuật mới, những cái kỹ thuật như là thụ tinh trong ống nghiệm, những kỹ thuật tiêm tinh trùng và bào thương noãn, những kỹ thuật như là nuôi trứng non. Đấy là những cái kỹ thuật mà có thể hỗ trợ rất lớn cho những cái phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang. Cuối cùng bác sĩ có những lời khuyên như thế nào dành cho chị em phụ nữ để phòng tránh hội chứng buồng trứng đa nang? Như tôi đã nói, hội chứng buồng trứng đa nang có những bệnh nhân thì có thể biểu hiện rất rõ ở bên kiểu ngoài kiểu hình, nhưng cũng có những bệnh nhân thì biểu hiện không hề rõ, không hề có rậm lông, không hề có bám phì, thậm chí rất là xinh đẹp, rất là mảnh mai. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng khi mà phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là đang mong con, đang mong muốn có con, thì chúng ta nên đến thăm khám sớm ở những cơ sở y tế có đủ vật tư, trang thiết bị và cái nhân lực có trình độ chuyên môn để phát hiện sớm hội chứng buồng trứng đa nang, từ đó có thể điều trị kịp thời, hỗ trợ cho những cái trường hợp phụ sinh hiếm muộn. Một lần nữa xin được cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có những chia sẻ thông tin rất bổ ích tới khán giả xem truyền hình. Thưa quý vị và các bạn, hội chứng buồng trứng đa nang là một tình trạng sức khỏe phổ biến mà 1 trên 10 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có thể gặp phải. Buồng trứng đa nang cũng có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như là tiểu đường, các vấn đề tim mạch, trầm cảm và tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống có thể giúp giảm tác động của buồng trứng đa nang. Vậy khi bị buồng trứng đa nang có chế độ dinh dưỡng tập luyện như thế nào? Chuyên mục Khỏe đẹp mỗi ngày sẽ có những gợi ý sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, hội chứng buồng trứng đa nang ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Thay đổi lối sống để có lối sống lành mạnh gồm thay đổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể dục hàng ngày có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cải thiện hội chứng buồng trứng đa nang. Sau đây tôi xin trình bày một số các biện pháp để hỗ trợ cải thiện hội chứng buồng trứng đa nang. Hội chứng buồng trứng đa nang là một rối loạn nội tiết tố nữ. Phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang thường có tình trạng đề kháng insulin, thừa cân béo phì. Lối sống lành mạnh được khuyến cáo ở tất cả phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang nhằm duy trì cân nặng hợp lý, lý tưởng và tránh tăng cân nhiều đối với những nhóm phụ nữ bị thừa cân béo phì. Do đó những người phụ nữ này cần phải thay đổi lối sống với mục tiêu là giảm cân. Chị em bị hội chứng buồng trứng đa nang không nên ăn những thức ăn chiên xào có nhiều dầu mỡ, không ăn nhiều tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, các thực phẩm tươi sạch. Hầu hết các phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang thì đều có tình trạng đề kháng insulin, tình trạng các tế bào mà không đáp ứng với insulin gây ra những rối loạn trong quá trình chuyển hóa và sử dụng đường. Việc thực hiện các bài tập thể dục thường xuyên đều đặn đã được chứng minh là có thể giúp người bị buồng trứng đa nang cải thiện quá trình chuyển hóa đường trong máu, do đó làm giảm nguy cơ bị tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2. Không những vậy, tập thể dục còn tốt cho quá trình điều hòa hoạt động chuyển hóa nội tiết, do đó làm cải thiện các triệu chứng như nổi mụn trứng cá, rụng tóc, rậm lông. Tình trạng thừa cân là biểu hiện thường gặp ở phụ nữ bị buồng trứng đa nang. Tập thể dục là cách điều chỉnh cân nặng và giữ vóc dáng, giảm mỡ bụng, từ đó giảm nguy cơ gặp các vấn đề về mặt tim mạch, mỡ máu như cholesterol cao, huyết áp cao, ngưng thở khi ngủ, đột quỵ. Như vậy, lợi ích của việc kết hợp giữa chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn giúp cải thiện về mặt chuyển hóa, chức năng sinh sản và tâm lý ở phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang. Trên đây là phần chia sẻ của tôi về các biện pháp để hỗ trợ trong việc điều trị buồng trứng đa nang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngày nay không chỉ là cơ sở đầu ngành của chuyên ngành phụ sản sinh đẻ kế hoạch và sơ sinh, mà còn là cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học chuyên sâu lớn nhất trong cả nước.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đóng vai trò hạt nhân, chuyển giao kỹ thuật, thiết bị mới, cũng như đào tạo đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở vệ tinh. Bệnh viện đã được lựa chọn trở thành bệnh viện hạt nhân chuyên ngành sản phụ khoa. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau qua chuyên mục Địa chỉ xanh. Bệnh viện hiện có quy mô 1.350 giường bệnh nội trú, 9 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng, 7 trung tâm. Bệnh viện có đội ngũ giáo sư bác sĩ được đào tạo cơ bản chuyên sâu ở trong nước và được học tập nâng cao tay nghề ở các nước tiên tiến có ngành sản phụ khoa, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát triển và sơ sinh như châu Âu, Mỹ, Úc, có tay nghề cao được rèn luyện trong thực tế, tâm huyết với nghề nghiệp. Ngoài ra còn có nhiều cán bộ giảng viên của bộ môn phụ sản và một số bộ môn khác của Đại học Y Hà Nội trực tiếp tham gia khám bệnh chữa bệnh. Đào tạo thực hành tại bệnh viện góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám điều trị cho người dân. Về Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì là vừa khám bệnh, vừa chữa bệnh, vừa đào tạo, vừa nghiên cứu khoa học, vừa hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến, đồng thời phát triển các cái chuyên ngành sâu để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ tốt hơn, khám chữa bệnh cho tất cả mọi người. Nhưng cũng có những cái chuyên sâu, chuyên khoa sâu, mũi nhọn để thực hiện những kỹ thuật cao, đặc biệt đối với hỗ trợ sinh sản. Đó là một trong những cái chuyên ngành sâu để chúng tôi thực hiện cái ý tưởng đấy cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát triển để cho nó xứng tầm là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trong ngành sản phụ khoa. Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia Bệnh viện Phụ sản Trung ương là nơi khám, chẩn đoán, điều trị các trường hợp vô sinh, thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Những năm qua, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã giúp cho hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có được con, tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm thành công lên đến từ 60 đến 70%. Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia của Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiện nay được coi là một trong những trung tâm lớn của miền Bắc. Cũng là trung tâm đứng đầu bởi vì chính cán bộ của trung tâm đi chuyển giao kỹ thuật rất nhiều cho các nơi khác và chính họ cũng là những người đóng góp những cái thành công cho những trung tâm hỗ trợ sinh sản của các tỉnh, của các nơi hiện nay mà đang thực hiện các cái kỹ thuật về hỗ trợ sinh sản trên mọi miền. Thì ở đây chúng tôi được trang bị một cái hệ thống, tức là từ trước nó đã có trang bị tốt nhưng hiện nay chúng tôi bắt đầu bổ sung những cái kỹ thuật tiên tiến cập nhật so với thế giới. Có một thứ chúng tôi tự hào, tức là chúng tôi giữ rất tốt cái chỉ định để làm thụ tinh cho ống nghiệm. Những cái chỉ định chúng tôi làm đây là những chỉ định cho những cái cặp vợ chồng họ không còn phương pháp nào khác để có thể có chữa được, thì lúc đó chúng tôi sử dụng thụ tinh cho ống nghiệm. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngày nay không chỉ là cơ sở đầu ngành của chuyên ngành phụ sản, sinh đẻ kế hoạch và sơ sinh mà còn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu lớn nhất trong cả nước, nhiều năm liên tục là đơn vị xuất sắc toàn diện của ngành y tế Việt Nam.